quê vậy? Thôi đừng về, ở lại đây chơi đi, ở lại đây chơi vui hơn nhiều ha. Alo, mẹ hả? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ với em đang trang hoàng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết nè. Mai mấy giờ con về? Dạ, mẹ, Tết này mẹ cho con ở lại Sài Gòn nha. Ở đây đường phố trang trí đẹp lắm, người ta đi chơi cũng đông vui nữa. Tại con muốn thử ăn Tết ở Sài Gòn một lần cho biết, nha mẹ. Với lại á, mẹ biết không, bây giờ cận Tết quá, con chưa mua kịp vé máy bay nữa. Thôi, con cứ ở lại Sài Gòn đi, rồi qua mùng ba mẹ vô thăm con nha. Dạ. Vậy có gì, giao thừa con gọi về cho gia đình nha. Bye bye mẹ. Yeah. Khi nào anh hai về vậy mẹ? Tết năm nay anh hai không có về được. Để qua mùng rồi cả nhà mình vô thăm anh hai nha. Dạ. Alo. Ê, mẹ đang đâu vậy? Chưa đi qua nhà tao ăn cơm đi. Nhà tao đang chuẩn bị cúng bà nè. Tao đi dạo một vòng rồi qua liền. Con vô nhà chuẩn bị ăn cơm đi con. Thôi, con đợi ba về con mới ăn. Bi. À, ba về. Ba có quà cho con. Con nhớ ba quá, con chỉ cần ba về thôi. À nè con. Ba về kìa mẹ. Đưa đây cho mẹ. Ba. Thôi, hai cha con đi vô đi. Dạ con nghe nè mẹ. Ở Sài Gòn có vui không con? Dạ cũng vui mẹ. Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ba mẹ với em đang chuẩn bị để cúng ông bà đây nè. Trưa nay con có qua nhà bạn ăn trưa không? Dạ, con đang đi nè mẹ. Thôi con cúp máy nha. Giao thừa con gọi về cho mẹ sau. Alo, Nam hả? Tao xin lỗi mày nha. Tao không qua nhà ăn cơm với mày được. Tao phải về nhà ăn cơm với gia đình tao. Gặp lại sau nha.
Tết đoàn viên.